Vô thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link case. Cái link case hôm nay là không phải là một cái link case bình thường, mà ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt đối với một số những anh em theo dõi kênh của mình. Đó là ngày thi đại học, cho nên là cái link case hôm nay ngoài việc hướng dẫn ra, mình cũng muốn coi nó như là một món quà để mà mình cổ vũ tinh thần anh em. Ok, và cái link case hôm nay nó sẽ có dạng như sau. Đầu tiên để làm được cái link case này, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật trông như này. Đó, cái kỹ thuật này thì mình không biết tên, vì ngày xưa mình tập nó là mình nhìn những cái người ta làm được rồi mình làm theo, chứ mình không có tập qua hướng dẫn. Nên là hôm nay mình sẽ làm chậm lại cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta sẽ cầm bút từ ngón út và áp út như này. Sau đó chúng ta sẽ đưa nó lên vị trí ngón trỏ, và ngón giữa chúng ta sẽ để nằm ở ngoài như này. Đó, sau đó chúng ta sẽ thả ngón út và áp út ra. Làm nhanh nó sẽ đi như này. Đó, đó như này. Và khi làm cái link case này, chúng ta sẽ cầm cây bút ở cái vị trí ở dưới để cho cái phần ở trên nó dài lên như này. Và khi thực hiện cái kỹ thuật này thì nó sẽ như này, nó sẽ lên đây như này. Đó, chúng ta sẽ cầm bút ở cái vị trí đầu bút như này. Khi đã đưa bút lên đây rồi thì chúng ta sẽ pass xuống dưới đây như này. Các bạn ai cũng biết là cái kỹ thuật finger pass là nó sẽ đi từ đây xuống dưới đây. Nhưng chúng ta sẽ làm thêm một cái động tác, đó là chúng ta quật tay xuống như này. Tức là các bạn sẽ đưa tay lên và các bạn đưa tay xuống. Nhưng mà các bạn phải đảm bảo là khi mà đưa cái tay xuống thì cái cây bút các bạn vẫn kiểm soát được, chứ nó không có bị bay ra ngoài. Chứ là chúng ta sẽ đưa tay với một cái lực vừa phải thôi. Như này, đó. Lên đây, pass xuống như này. Pass xuống như này. Đó. Và sau khi pass xuống rồi thì chúng ta sẽ làm một cái động tác, đó là chúng ta sẽ nghiêng cái tay qua đây như này. Đồng thời là sẽ đưa cái bút qua đây như này. Đó, đưa cái bút qua đây cho nó đụng vào cái ngón trỏ như này. Khi cái bút nó đã đụng vào ngón trỏ thì chúng ta sẽ nhanh chóng nhả ngón áp út và ngón giữa ra để cho cái bút nó vòng qua ngón trỏ như này. Đây là kỹ thuật burst, nhưng mà nó không phải là traditional burst. Traditional burst chúng ta sẽ lấy đà bằng traditional, nó sẽ đi như này. Còn cái này chúng ta sẽ lấy đà bằng cái động tác này, nó sẽ hơi khác một tí. Đó, như này. Thì sau khi qua đây rồi, chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản, đó là pass. Tại sao mình lại không hướng dẫn kỹ cái kỹ thuật này? Vì đây là một cái kỹ thuật cơ bản mà mình nghĩ là ai tập đến linkage thì cũng đều biết rồi, cho nên là mình chỉ nhắc tên thôi. Thì chúng ta sẽ pass xuống như này, sau đó chúng ta sẽ sonic xuống như này, nhưng mà chúng ta sẽ giữ nó ở cái vị trí này, chứ không có đi hẳn xuống dưới, mà giữ nó lơ lửng ở cái vị trí này. Sau đó chúng ta sẽ đưa cái ngón cái vào như này. Các bạn co cái ngón giữa và cái ngón út lại và đưa cái ngón cái vào như này. Đó, chúng ta đưa ngón cái từ ở ngoài vào, và sau đó nhả ngón út ra và fingerless thumb around qua ngón cái như này. Đó, thì cái đoạn này nó sẽ đi như này. Đầu tiên chúng ta đã đi đến đây rồi, chúng ta đi đến đây rồi, thì cái đoạn này nó sẽ đi như này. Đó, pass xuống dưới, sonic, đưa ngón cái vào và fingerless thumb around qua. Làm lại toàn bộ cái linkage nó sẽ đi như này. Đó, quật xuống dưới, sau đó chúng ta sẽ burst qua đây như này, pass xuống, đưa ngón cái vào, fingerless thumb around qua. Mình sẽ làm lại lần nữa, đi như này. Đó, đó nó sẽ đi như này. Khi ghép cái linkage này vào combo để đơn giản nhất thì mình sẽ để nó ở đầu combo, tức là chúng ta sẽ bắt đầu bằng nó và ghép một cái linkage khác vào như này. Đó, và sau đó kết thúc combo. Mình cũng lưu ý với những bạn nào mới vừa xem kênh của mình, đó là mình hướng dẫn đây là linkage, là việc ghép những cái kỹ thuật lại với nhau, chứ không phải là căn bản. Nó không phải là thứ cho những người mới bắt đầu chơi có thể đi tiếp cận với cái trò này được, mà các bạn phải bắt đầu từ những cái kỹ thuật đơn giản nhất, những cái kỹ thuật căn bản, và học lên những cái kỹ thuật nâng cao rồi mới bắt đầu học được linkage. Ok, và đó là cái linkage của ngày hôm nay. Và mình cũng muốn chúc những bạn nào ngày hôm nay bắt đầu thi đại học thì sẽ có một kỳ thi suôn sẻ, làm bài thật là tốt và có thể đậu được vào cái ngôi trường mà mình mong muốn. Ok, và nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.